Vâng, xin chào tất cả các bạn sinh viên đang có mặt tại trường của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ngày hôm nay ạ. Năm nay ban tổ chức Võ Hậu Hoàng Việt Nam 2018 có những cái tiêu chí mới và chúng tôi rất vui để được nhãn hàng Vitexpo đồng hành với ban tổ chức để đi đến các trường đại học để tìm kiếm các tài năng người phụ nữ Việt Nam. Ngoài cung gương ngôn hạnh và những tiêu chí cổ truyền thì bây giờ là người phụ nữ hiện đại thông minh, quyến rũ và tự tin, cho nên đây là cái tiêu chí rất phù hợp với tình hình thực tế. Do vậy nhãn hàng Vitexpo quyết định đồng hành cùng với các bạn để cùng các bạn sẽ vượt qua tất cả các thử thách để thể hiện mình và tiến tới cái đỉnh cao của sắc đẹp và trí tuệ. Qua các cái năm hoạt động của Hoa hậu và ban tổ chức thì tôi thấy đây là một hướng đi rất là đúng, và các bạn ở đây cũng đã nhiệt tình, hào hứng và hưởng ứng trong cái cuộc tuyển chọn này, và có những câu hỏi rất là tốt, và tôi chúc cho cái Hoa hậu Việt Nam 2018 thành công tốt đẹp. We'll be right back.